Anh sáng giờ chắc là mấy phóng viên cũng gọi cho anh hỏi về cái văn bản mà liên quan tới Hoài Linh đấy. nhiều lắm rồi. Tại vì bọn em cũng muốn xác minh thêm thông tin đó anh Điệp kìa, thì cũng xin phép là hỏi anh thêm, tại vì đã không tiện giờ trưa ấy, thì cũng xin lỗi hỏi anh vài câu luôn ạ. Dạ. Nó tính thế lắm. Dạ. Anh nói hiện tại thì cái văn bản này thì không biết là mình trên cái giấy thì ký vào ngày 21 tháng 5, thì không biết là thông tin này đúng không anh? Cái giấy mà tay ngày 1 năm đó là đúng thông tin anh có thành và anh trực tiếp soạn này, nhưng mà do cái lỗi anh không kiểm tra không kỹ, cuối cùng là nó nhầm tới cái ngày, Dạ. nhầm cái ngày mà còn Vâng. đây. Cái sự việc là nó nói như thế này này, Dạ. hôm khoảng ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 mới vừa rồi này, thì tôi thông qua chủ anh tự gửi tới thành phố Hồ Chí Minh này. Trước đây tôi cũng đã có về để lãnh và tặng một cái ngôi nhà và mấy hơn 1 tháng xuất quà rồi, thì anh mới mới có liên hệ là anh trao đổi với điểm là dự kiến là trong khoảng giữa tháng năm 2021 này, thì chú đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hồ Linh sẽ về thăm và tặng số quà cho bà con ở Đà Nẵng. Nhưng mà còn cái số lượng quà bao nhiêu và cái đối tượng tặng như thế nào thì sẽ trao đổi cụ thể sau, em không? Mà cho là tuy nhiên thì qua cái thời gian đây nhé, vào ngày 20/21 quá thời gian rồi, anh cũng có liên hệ lại chỗ chỗ tự để hỏi tình hình như thế nào, thì mới nhận được thông tin chỗ tự đâu đó là do tình hình dịch bệnh cho nên không về được. Dạ, có nghĩa là họ liên hệ mình vào tháng mấy anh? Vào tháng mấy anh Điệp? Mình khoảng ngày mới ngày 10 ngày ngày khoảng khoảng ngày 10 ngày 12 gì đó, con tư mới đây. Dạ. Nhưng mà sau đó là anh chủ động liên hệ lại chứ họ không có báo với anh là hủy đúng không? Từ quá thì làm tay mà nhìn chưa nghe kìa, chưa 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 thấy gì, chưa chưa trao đổi gì kìa, Dạ. nên anh mới điện anh trao đổi anh em liên hệ cho tự thế nào, thì tự mới nó do cái dịch bệnh cho nên giờ bây giờ thì chưa có thực hiện được việc đó. Nhưng mà và anh ý anh cũng cũng muốn là giữ cái nguồn đó lại để cho địa phương để sau này có điều kiện gì họ tạo tặng em, Dạ. anh mới không tự bây giờ thì muốn làm trang vậy Vâng, nên nhưng mà anh có nghĩa không anh. là làm họ không chủ động liên hệ lại cho mình đúng không anh? Mà là anh chủ động liên hệ lại để mà thông tin thêm là họ có về hay không đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà về cái góc độ của anh là người cũng tiếp nhận nhiều đoàn từ thiện trong cái thời gian mà từ bão lũ tới giờ, thì anh nghĩ là nếu như mà bây giờ mình gọi là từ thiện và hỗ trợ cho người dân ở khu vực lũ lụt thì nó có kịp thời và nó có kịp thời với địa phương mình nữa không? Hôm trước trao đổi là trao đổi hỗ trợ cho bà con khó khăn chứ không 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 phải là hỗ trợ lụt bão gì cái này nữa. Dạ. Trao đổi về về để tặng quà cho bà con khó khăn đâu, chứ không À. phải lụt bão. Dạ là bên phía họ trao đổi đó anh hả? Dạ vâng. Nhưng mà hiện tại thì cái thông tin này thì người ta đang sử dụng để mà nói về việc là từ thiện vùng lục ấy. Thì như vậy thì nó không khớp đúng không anh? Phải từ thiện vùng lục đâu, tại vì nó trao qua trao đổi với giữa tự với anh đó là trao đổi về tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, chứ không Dạ. phải là tặng quà lục bỏ lục đâu. Dạ vâng. À, xin hỏi anh thêm một câu luôn là về phía địa phương mình thì trong thời gian nửa năm vừa qua thì cái việc mà mình hỗ trợ cho những bà con mà bị ảnh hưởng từ cái đợt lụt vừa rồi thì nó như thế nào anh Điệp? Rất nhiều về riêng cái góc độ của về cái phần mà của anh tiếp nhận và anh phân phối về cho các đơn vị không là rất nhiều, còn hơn sáu ngàn xuất là hơn 6 ngàn qua. Còn đối với những trường hợp mà bị gia đình bị nhà sập kia thì ngoài cái phần cái hỗ trợ của mặt trận tỉnh là 40 triệu rồi mỗi nhà, thì mới đây thì mặt trận chủ tịch ủy ban nhân tỉnh có chủ trương có công văn thống nhất rồi, ủy ban nhân huyện quyết định chi hỗ trợ thêm mỗi hộ ngoài thuộc diện nhà sập thì theo hoàn toàn 100%. Những trường hợp đó là trên địa bàn tỉnh lãnh là có 7 hộ, thì đối với cái phần hỗ trợ của nhà nước là như vậy, và cái nguồn mặt bằng đã chi 40 triệu rồi, Dạ còn vâng. cái 40 triệu của chính quyền thì mới có quyết định này là đang lập thủ tục hồ sơ để tiếp tục chi. Còn ngoài cái phần đó ra thì chỗ mặt bằng xã tiếp nhận từ cấp 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 tây và hướng dẫn họ tới họ trực tiếp mặt bằng ở đâu trực tiếp rồi 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 trực tiếp cho các gia đình thì nói chung cũng 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 nhiều cũng đó. Dạ. Có Đang nghĩa là hiện nay về cái việc mà mình khắc phục thì nó được bao nhiêu phần trăm rồi? Có phải khắc phục xong rồi không ạ? không, hiện tại bây giờ là còn hai ngôi nhà là đang hoàn thiện 80% rồi, Dạ. hai ngôi nhà hoàn thiện 80%, một ngôi nhà thì chưa khởi công xây dựng với lý do là do cái chỗ địa phương người đầu giờ đang bố trí cái phương án tái định cư vào cái vị trí mới kìa.
mà muốn như thế thì do cũng vướng cái thủ tục bên nhà đất, bên chỗ bên bộ phận tài nguyên môi trường như thế nào đó, rồi cái phương án đó cũng chưa được hiện thực cho nên đó mà. Vậy thì em thông tin em biết hình như có một số nghệ sĩ nổi tiếng cũng về xã mình đúng không anh? Thì không biết là có những ai nè. Bên chỗ mà Mỹ Tâm có về, nhưng mà Mỹ Tâm về là không không trực tiếp thông qua chỗ mặt trận xã, với mặt trận xã, nhưng mà thông qua cái tổ chức của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh hội viện dạ thì có Mỹ Tâm. Dạ. Mỹ Tâm rồi có một lần là như là có ca sĩ Bất Biến rồi. Vâng. À, mà nhé, mấy anh nãy nghe thông tin đó chứ cũng bây giờ đó thời dịch đó nghĩa là anh lu bù đủ thứ đầu. Dạ vâng. Đang thậm chí không nhìn thấy được cái mặt Mỹ Tâm là đang. Dạ. Tại vì hiện tại thì thông tin này nó cũng đang gây ồn ào và liên quan tới cái việc mà Hoài Linh trong vòng 6 tháng vừa qua thì cũng không có thông tin gì về cái việc tiền ủng hộ của đồng bào mạnh anh. Thì trước cái hôm hồi khoảng tháng 1 á, dạ. Trong thời gian tháng 1 là anh Tị cũng đã về để hỗ trợ địa phương một cái nhà rồi. Dạ. Và 100 xuất quà. Dạ. Có rồi. Có. Nhưng mà cái đấy là dưới danh nghĩa của Hoài Linh hay sao anh? Hay là của danh nghĩa cá nhân của anh ấy? Quỹ từ thiện của nghệ sĩ Trí Tài, lúc đó nghệ sĩ Trí Tài mới mất. À, dạ rồi. Rồi cái đó về về tặng trực tiếp anh có hình ảnh đấy mà. À. Và cái ngôi nhà đó, ngôi nhà mà làm đó thì anh cũng đã nghiệm thu, có chứng quyền nghiệm thu bằng giao và họ nhận tiền hết. Dạ. Ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã gửi đến một số cơ quan truyền thông những lời trần tình về số tiền 13 tỷ đồng mà nhiều người hảo tâm đã đóng góp giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung mà dư luận vô cùng quan tâm thời gian qua. Theo đó, Hoài Linh khẳng định số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, danh hài này cho biết Tết Nguyên đán vừa qua, anh đã chuẩn bị đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên. Song vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải rời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17 tháng 5 tiến hành chuyến đi, nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên vẫn phải rời lại. Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là 13 tỷ đồng, mà chính xác là hơn 14,67 tỷ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai. Danh hài Hoài Linh nói trong clip gửi một số cơ quan báo chí. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến, hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. Thương lắm quý vị ơi, vì có nhiều người gửi 8.000, 9.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện chia sẻ với đồng bào miền Trung. Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung về sự chậm trễ này, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bày tỏ. Danh hài Hoài Linh cho biết sau những đợt trao tiền từ thiện, anh sẽ công bố các clip và chứng từ minh bạch. Bản thân anh luôn tâm nguyện làm đúng lương tâm, không làm mẻ một đồng. Số tiền mà công chúng đã đặt niềm tin nơi anh.